Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nấm Scopophora. Thì khi nó gây hại trên cây trồng của chúng ta thì nó sẽ có một cái triệu chứng biểu hiện như thế nào? Thì kính thưa quý vị, với cái biểu hiện của nấm Scopophora thì nó khá là rõ ràng và nó tấn công đầu tiên đó là trên những cái lá già. Thì bà con mình sẽ quan sát là từ những cái lá ở bên dưới, có nghĩa là những cái vị trí ở gần mặt đất thì nó sẽ phát triển trước và nó sẽ lan dần lên những lá bên trên. Nếu như chúng ta quản lý không kịp lúc, nó sẽ bắt đầu từ những cái đốm màu vàng nhỏ ở trên mặt lá, có thể là mặt trên hoặc là mặt dưới, và thường mặt dưới thì bà con mình sẽ quan sát rõ hơn. Dần dần thì những cái vết bệnh này nó sẽ to hơn và nó chuyển sang một cái màu sậm hơn, có thể là màu nâu đậm, hoặc là một cái màu vàng đậm hơn, hoặc là có thể chuyển sang một cái màu nâu đen. Và ở dưới mặt dưới lá này thì những cái vị trí này nó sẽ xuất hiện những cái tơ nấm, là đây là vị trí nó sẽ phát tán cái, và từ đó thì nấm nó sẽ phát triển ở những cái lá khác và lây lan cho những cái vị trí khác trên cây trồng của chúng ta. Đương nhiên thì một số loại cây trồng thì nếu như áp lực bệnh nặng thì có thể gây hại lên trên cả trái nữa. Ví dụ như trên áp lực cà phê thì chúng ta cũng sẽ gặp cái đối tượng này. Rồi khi mà bệnh nặng ở trên một cái lá nào đó thì nó những cái vết bệnh này nó khi nó phát triển gần nhau thì nó sẽ liên kết lại và làm cho cái lá bị vàng úa, bị khô, rũ đi và có khả năng là gây rụng lá rất là nhiều. Đặc biệt là trên cái nhóm đậu phộng hoặc là trên cây ớt thì bà con mình sẽ thấy cái áp lực rụng do cái nấm Scopophora gây ra. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì chung cho giống như một số cái loài nấm khác thì Scopophora nó cũng phát sinh và phát triển dựa trên cái điều kiện nhiệt độ và ẩm độ. Ấm và ẩm thì đây là cái từ dùng chung cho nấm. Ấm có nghĩa là cái nhiệt độ nó rơi vào khoảng từ hơn 20 độ C cho đến dưới 30 độ C. Đây là một cái nhiệt độ vừa phù hợp cho sự phát triển của cây trồng và đồng thời cũng phù hợp cho cái sự phát triển của nấm bệnh. Và khi mà cái ẩm độ lớn hơn 80%, có nghĩa là trong điều kiện thời tiết có mưa, đó thì lúc đó thì cái điều kiện này thì chung cho tất cả những loài nấm hại nó sẽ gây hại cho cây trồng của mình. Thì trong đó cũng có Scopophora ở đây. Thì đây sẽ là một cái thông tin chung cho cái sự phát triển chung của tất cả những loài nấm. Cho nên thì khi bà con mình canh tác những cái loài cây trồng như là cây ớt nè, đậu phộng, đậu tương, rồi trên rau mồng tơi hay là cây cà phê, cây cà chua, thuốc lá hay là một số là cây trồng khác mà có áp lực về Scopophora thì bà con mình lưu ý để chúng ta phun phòng quản lý định kỳ. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì cây trồng nào sẽ bị gây hại nhiều thì đây cũng là cái ký chủ mà cái nấm này nó sẽ phát triển. Như vậy thì khi mà nấm phát triển trên loài cây trồng này thì cũng có khả năng nó sẽ lây lan và phát triển trên cây trồng khác. Đương nhiên ở đây thì bà con mình cũng phải hiểu đó là với một loài nấm Scopophora nó gây hại trên một đối tượng cây trồng thì nó sẽ là một cái loài và nó có một cái tên rất là khác nhau, nhưng nó sẽ cùng nguồn gốc, đó là nấm Scopophora. Và sau cái đuôi của chữ Scopophora này thì trên mỗi loại cây trồng nó sẽ có một cái tên đi theo nó. Nhưng mà chúng ta hiểu là nấm này phát triển trên cây trồng này thì cũng có khả năng lây lan và phát triển lên trên những cây trồng khác mà cũng là ký chủ của nó. Thì chúng ta lưu ý cho một cái cộng đồng chung về cái hệ sinh thái của những cây này. Ví dụ như chúng ta sẽ biết là Scopophora nó gây ảnh hưởng rất là nhiều trên những cây trồng và gây ra những loại bệnh sau. Đầu tiên đó là cái đốm lá trên cây lạc, hay chúng ta gọi là đậu phộng, đốm lá trên đậu tương, đốm xám trên cà chua, đốm lá hay còn gọi là đốm mắc cua trên cây ớt, đốm mắc cua trên cà phê hoặc là thuốc lá, đốm lá trên nhóm rau cải, đặc biệt là với rau mồng tơi, và cuối cùng đó là cái đốm nâu trên lúa. Như vậy thì ở đây bà con mình sẽ thấy là những cái đối tượng bị gây hại nặng bởi Scopophora thì sẽ là những cây công nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày và nhóm cây rau màu là chính. Còn ở trên lúa thì cũng có, nhưng mà thật sự thì trên những cái vùng đất nghèo dinh dưỡng thì mới gặp cái hiện tượng này mà thôi. Còn thông thường thì trong điều kiện canh tác cơ bản thì chúng ta rất ít gặp cái bệnh này. Và ở trên cây ăn trái thì rất là ít gặp cái Scopophora. Mà trường hợp về đốm mắc cua hay là đốm lá của cây ăn trái thì sẽ do một số loài nấm khác gây ra, chứ không phải là nấm Scopophora. Để cho bà con chúng ta yên tâm. Và đương nhiên thì sau video này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xây dựng những cái chủ đề liên quan tới dịch hại của những cái nấm khác, và sẽ xây dựng một cái bộ quy trình cho bà con mình tham khảo. Và trong video này thì chúng ta sẽ nói về cái bộ quy trình để quản lý cho nấm Scopophora mà thôi. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì để quản lý một cái dịch bệnh nào đó mà có hiệu quả thì cái biện pháp canh tác và biện pháp kỹ thuật là cái biện pháp mà chúng ta phải luôn làm trước, đi đầu, và kết hợp đó là cái việc phun phòng bằng cái thuốc bệnh. Thì vậy thì cái việc liên quan tới nấm hại thì bà con chúng ta cũng rõ rồi, thì nó sẽ lây lan và phát triển từ những cái tầng lá ở bên dưới trước. Thì chúng ta xem xét theo độ tuổi của cây để chúng ta dọn bớt những cái cành nào mà những bộ phận dư thừa, những cái cành bị ốm yếu và có khả năng đã bị gây hại từ những vụ mùa trước hoặc là có vết thương thì chúng ta loại bỏ, hoặc là những cái
cành, những cái vị trí, những cái bộ phận mà chúng ta đã loại bỏ rồi thì chúng ta cũng phải nên xử lý, chứ không để là cái nấm bệnh nó vẫn còn nằm trên nền đất, trên những cái tàn dư đó thì nó vẫn có khả năng lây lan sang những cái khác, thì chúng ta loại bỏ những cái trường hợp đó. Rồi với cây đậu phộng thì bà con chúng ta nên phun phòng định kỳ, bởi vì cái áp lực của cái Cercospora với cái cây đậu phộng thì cũng khá là cao. Rồi ngoài ra thì để bảo vệ được cái thành vách bên ngoài, đặc biệt là với cái lá của cây trồng của chúng ta trong điều kiện mùa mưa, thì cái việc bổ sung canxi sẽ là một điều rất là quan trọng, bởi vì cái việc này vừa cung cấp trung lượng giúp cho cây trồng chúng ta cứng cáp phát triển tốt, thì đồng thời thì với canxi cũng sẽ giúp cho cây trồng chúng ta chống lại cái sự xâm nhập của nấm bệnh được tốt hơn, hoặc là cái sự xâm nhập đó sẽ khó khăn hơn, sẽ chậm hơn, và kết hợp với cái việc mà chúng ta phun thuốc có hiệu quả thì như vậy thì bà con mình sẽ giảm được cái áp lực về số lần phun thuốc cũng như là cái liều lượng phun thuốc, thì sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ cây trồng và đồng thời thì cái áp lực nấm bệnh cũng không quá căng thẳng trên cái vườn của mình. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái quy trình phun phòng định kỳ theo cái hướng quản lý tính kháng an toàn cho cây trồng của chúng ta tùy theo ở mỗi giai đoạn, và chúng ta sẽ lựa chọn hoạt chất và cái sản phẩm phù hợp. Và đây sẽ là thông tin mà kênh Sức khỏe cây trồng sẽ chia sẻ đầy đủ với quý vị và quý bà con chúng ta. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, trên cơ sở chúng tôi dựa vào cái sự sàng lọc những cái sản phẩm có hoạt chất và đăng ký cái đối tượng gây bệnh do nấm Cercospora gây ra trên cái danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam của chúng ta cập nhật vào năm 2024, thì chúng tôi lọc ra những cái hoạt chất mà có cái sản phẩm phổ biến trên thị trường, hoặc là cái sản phẩm bà con mình dễ tìm mua, hoặc là những cái hoạt chất quen thuộc để cho bà con mình dựa theo cái kinh nghiệm xử lý mà chúng ta sẽ phun. Ngoài ra thì sẽ có một số hoạt chất chúng tôi không có cập nhật ở đây, bởi vì những hoạt chất đó có thể là chưa có sản phẩm xuất hiện trên thị trường, hoặc là bà con mình chưa quen với những cái sản phẩm chứa cái hoạt chất đó thì chúng ta sẽ khó phun hơn, hoặc là cái việc tìm kiếm với những cái sản phẩm và hoạt chất đó nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, thì bà con mình sẽ lựa chọn những cái phổ biến thì nó sẽ dễ dàng hơn. Chính vì vậy thì chúng tôi sẽ sàng lọc dựa theo cái danh mục này với những cái hoạt chất phổ biến. Ví dụ như nhóm Chiazon thì chúng ta sẽ có những hoạt chất quen thuộc như là Diphenoconazole, Robiconazole, Teboconazole, Hexaconazole, Diniconazole và cái Esboxiconazole. Rồi về một số hoạt chất của nhóm khác thì chúng ta sẽ gặp phổ biến như là Lorothalonil, Luazinam, Gobinep, Mancozeb, Thiram, Igrodiwan, Sulfur, Kesoximethin, Bigaclotrobin, Cốc đồng, Metalaxin, Casuramycin, Sigodinin, và cái sự phối hợp giữa Azoxystrobin và Difenconazole, cũng như là sự phối hợp giữa Simosanin và Robinep. Thì đây sẽ là những cái giải pháp phổ biến bà con mình có thể tìm được sản phẩm phổ biến trên thị trường. Và đây cũng là một trong những nhóm hoạt chất mà sản phẩm chứa những hoạt chất này có đăng ký những cái đối tượng do nấm Cercospora gây ra. Đương nhiên ngoài ra thì theo kinh nghiệm cũng như là trong cái việc nghiên cứu thì sẽ có những cái hoạt chất và sản phẩm hoàn toàn không có đăng ký trên nấm Cercospora, nhưng mà chúng ta sử dụng theo kinh nghiệm vẫn có hiệu quả bình thường. Thì việc này thì chúng tôi sẽ không cập nhật trong video, bởi vì nó sẽ không có một cái cơ sở đầy đủ để chúng ta thực hiện cái việc này, và chúng ta sẽ bàn ở một cái chủ đề khác. Hoặc là bà con chúng ta có kinh nghiệm, hoặc là quý vị chúng ta có những cái thông tin thì có thể chia sẻ thông qua bình luận trên kênh để cho một số bà con khác chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể nhìn thấy được những thông tin đó. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ về cái hoạt chất và sản phẩm trên cơ sở dựa trên cái đăng ký ở trên danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam của chúng ta. Thì xin mời bà con chúng ta theo dõi lần lượt. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái thông tin để bà con mình dễ quan sát. Có thể là khi mà bà con mình đi tìm một cái sản phẩm mà để đăng ký những cái đối tượng do nấm Cercospora thì chúng ta sẽ rất là khó xác định đối tượng, bởi vì nó sẽ có rất là nhiều những cái tên bệnh trên những cái cây trồng rất là khác nhau, thì chúng ta sẽ không biết là cái bệnh nào là do cái nấm Cercospora gây ra. Nhưng để mà đa số về cái sản phẩm mà chúng ta xác định được đối tượng là nấm Cercospora thì bà con mình tìm dễ nhất đó là cái bệnh đốm lá trên lạc. Thì đây sẽ là cái đối tượng bệnh do nấm Cercospora gây ra và xuất hiện trên cái thông tin đăng ký của rất là nhiều sản phẩm, đa số những cái sản phẩm mà chúng tôi chia sẻ trong ngày hôm nay. Thì bà con mình có thể xem cái bệnh này là một cái bệnh để mà chúng ta nhận diện khi mà cái sản phẩm nào mà nó có đăng ký cái đốm lá trên lạc thì cái loại thuốc đó sẽ có tác động trên cái Cercospora. Và nếu nói rộng ra thì nếu như dựa trên cái kinh nghiệm về xử lý thì bà con mình có thể hiểu là nếu như một cái hoạt chất nào nó đăng ký được cái đốm lá trên lạc thì sẽ có những sản phẩm có đăng ký đốm lá trên lạc và cũng sẽ có những sản phẩm không có đăng ký đốm lá trên lạc. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng được hay không?
Thì kính thưa quý vị, thì theo kinh nghiệm thì chúng ta vẫn sử dụng được, mà chúng ta sẽ cân nhắc dựa theo hàm lượng. À, ví dụ như hai sản phẩm đều có cái hàm lượng giống nhau thì chúng ta sẽ dựa vào cái sản phẩm mà có khuyến cáo liều lượng cụ thể trên đốm lá trên lạt, rồi chúng ta sẽ sử dụng cái hàm lượng của một cái sản phẩm khác tương tự như vậy nhưng nó không có đăng ký, thì chúng ta sẽ dựa vào cái liều lượng mà chúng ta đã từng sử dụng với sản phẩm kia mà cũng có cái hàm lượng và cái dạng thuốc tương tự như thế, thì chúng ta có thể áp dụng để chúng ta thử nghiệm, và nếu như có hiệu quả thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng sản phẩm đó để chúng ta phun trên những cái đối tượng do cái nấm Scopora gây ra. Thì đây là cái kinh nghiệm để bà con mình có thể xem xét cho những cái sản phẩm cùng hoạt chất nhưng mà không có đăng ký là những cái bệnh do cái nấm này gây ra. Rồi thì đây đó là những cái mẹo để mà chúng ta xem xét cái sản phẩm ở trên thị trường, đặc biệt là ở khu vực địa phương của chúng ta. Là bởi vì khi mà chúng ta mua thì không phải lúc nào cái sản phẩm đó cũng có đăng ký những cái đối tượng do cái nấm này. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì với một cái nhóm phổ biến nhất trên thị trường hiện nay và có một cái giá thành dễ chấp nhận, đó là cái nhóm Chiazon. Và đây cũng sẽ là một cái nhóm mà có nhiều hoạt chất nhất, có nhiều sản phẩm đăng ký nhất và bà con mình rất là dễ dàng tìm trên thị trường. Thì đầu tiên thì chúng tôi sẽ nói về cái hoạt chất mà có chi phí thấp nhất, đó là cái hexaconazole. Thì kính thưa quý vị, thì đây sẽ là một cái hoạt chất mà theo quy định của tổ chức FRAC thì sẽ thuộc nhóm số 3. Và đây sẽ là một cái hoạt chất mà có số lượng sản phẩm ở Việt Nam chúng ta rất là đa dạng. Thì hầu như thì trong cái việc canh tác nông nghiệp của mình hiện nay thì chắc là ai cũng đã từng sử dụng cái hoạt chất hexaconazole một lần rồi. Và đây sẽ là một cái giải pháp lưu dần, thấm sâu tốt, hiệu lực kéo dài và có một cái khả năng quản lý phòng và trị bệnh rất là tốt. Và cái phổ rất là rộng trên rất là nhiều đối tượng nấm bệnh khác nhau. Và chúng tôi sẽ đưa ra một cái sản phẩm, đó là sản phẩm Anvin của Syngenta. Thì trên đăng ký của sản phẩm này thì sẽ có đăng ký một cái đối tượng đó là đốm lá trên lạt, có nghĩa là hoạt chất và sản phẩm này có đăng ký đối tượng liên quan tới nấm Scopora. Thì bà con mình sẽ xem cái liều lượng khuyến cáo là bao nhiêu nha. Thì trên cái thông tin đăng ký sẽ là liều lượng là 1 lít cho khoảng từ 320 cho đến 600 lít nước và áp dụng cho 1 hectare. Vậy thì chung quy ra thì chúng tôi sẽ chia ra một cái liều đó là 2 cc cho 1 lít nước. Rồi vậy thì tùy theo bình phun của bà con là bình nhỏ hay bình lớn hay là phi, thì chúng ta lấy cái liều lượng trên lít này, chúng ta nhân cho cái số lít cần thiết của chúng ta thì sẽ ra cái liều lượng thuốc trên cái dụng cụ đó. Đó, thì bà con mình xem xét thông tin và chúng ta có thể áp dụng. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì với hexaconazole thì đây cũng là một cái hoạt chất rất là phổ biến và sử dụng trên rất là nhiều loại cây trồng. Cho nên thì về cái giải pháp của MKA thì từ trước đến giờ thì bà con cũng đã biết tới cái sản phẩm đó là cái hexaMKA, thì chứa cái hàm lượng hexaconazole cao hơn gấp đôi so với một số sản phẩm phổ biến trên thị trường. Thì hàm lượng thông thường thì khoảng 50 gram trên 1 lít. Thì với sản phẩm của MKA hiện nay chúng tôi đang áp dụng đó là 111 gram trên 1 lít. Và đây vẫn là quy cách chai 1 lít ở dạng oxy. Thì bà con mình có thể sử dụng cái sản phẩm này để chúng ta phun để quản lý một số cái đối tượng nấm bệnh ở dạng phổ rộng, ví dụ như là những đối tượng như là tháng thư, đốm lá, nấm hồng và chai lá, với liều lượng khoảng 1 lít thuốc cho khoảng 500 lít nước, có nghĩa là tương ứng khoảng bà con mình có thể phun khoảng từ 2 cho đến 3 phi tùy theo cái áp lực dịch hại mà chúng ta xem xét cái liều lượng. Và thế đây cũng sẽ là một cái sản phẩm mà cũng đã phổ biến trên thị trường hiện nay rồi. Và nếu như bà con muốn tìm hiểu về cái giải pháp này thì có một cái chi phí khá là thấp, thì có thể liên hệ về với đội kỹ thuật. Thì thông qua ba số điện thoại này thì anh em trong đội sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho bà con chúng ta. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, một cái anh em trong nhà của hexaconazole nữa, có nghĩa là vẫn thuộc nhóm FRAC số 3, đó là cái tebuconazole. Thì sản phẩm trên thị trường chứa tebuconazole cũng khá là đa dạng, từ ở dạng đơn hoạt chất cho đến những cái sản phẩm mà phối hợp từ hai hoạt chất trở lên và có xuất hiện cái tebuconazole nào đó. Thì với cái sản phẩm mà chúng tôi đưa thông tin đó là cái Folico của công ty Bayer, thì kính thưa quý vị, thì với cái sản phẩm này thì nó có hai dạng thuốc, đó là dạng EV và dạng XC. Thì cái việc này sẽ tùy theo bà con chúng ta chọn, đó là bà con mình chọn cái sản phẩm Folico ở dạng thuốc nào, thì chúng ta sẽ xem trên cái bao bì của cái sản phẩm đó là đăng ký cái liều lượng của đốm lá trên lạt là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ áp dụng cái liều lượng để phun cho cái nấm Scopora theo cái liều lượng đó. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì với cái difenconazole cũng sẽ là một chất khá là quen thuộc, vẫn thuộc nhóm FRAC03 và chung nhà với hexaconazole và tebuconazole. Đây cũng sẽ là một cái hoạt chất mà có số lượng sản phẩm ở trên thị trường khá là nhiều và bà con mình cũng khá là dễ tìm. Kính thưa quý vị, thì cái sản phẩm chứa cái hoạt chất này thì chúng tôi sẽ dựa vào một cái sản phẩm không phổ biến lắm trên thị trường. Tuy nhiên thì đăng ký cái liều lượng đốm lá trên lạt đó là liều 0,5 lít trên 1 hectare, và cái liều lượng nước khuyến cáo phun đó là 400 cho đến 500 lít nước trên 1 hectare. Như vậy thì ở đây chúng tôi sẽ chia liều cho bà con, đó là 1 cc trên 1 lít nước.
Như vậy thì nếu như cái hàm lượng của cái sản phẩm chứa difenoconazole của bà con chúng ta đang chọn là chứa 250g trên 1 lít, có nghĩa là tương ứng với 25% và ở dạng OC, thì bà con mình có thể xem xét chúng ta phun quản lý những cái bệnh do nấm Scopora gây ra theo cái liều này, có nghĩa là 1cc trên 1 lít nước. Đương nhiên thì cái việc này chúng ta cũng xem xét nha, do thì chúng ta quản lý đốm lá do Scopora thì chúng ta phun chủ yếu là ở cái giai đoạn lá mà thôi, bởi vì nó tấn công đầu tiên là trên những cái vị trí này và trên cái giai đoạn này. Còn trong giai đoạn hoa và giai đoạn trái thì có thể là bà con mình xem xét lại liều phun, hoặc là chúng ta lựa những cái hoạt chất hoặc là những cái dạng thuốc khác mà nó sẽ an toàn hơn. Thì cái này thì tùy theo cái điều kiện đang diễn ra trên cái vườn cây của mình mà bà con chúng ta sẽ quyết định. Còn nếu mà chúng ta áp dụng difenoconazole thì chúng ta sẽ xem xét cái liều phun này cho cái hàm lượng là 250g trên 1 lít nước. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì để nhắc thêm một cái giải pháp nữa cũng kết hợp giữa hai hoạt chất trong cùng nhóm, đó là difenoconazole và robiconazole, cho một cái sản phẩm khá là nổi tiếng trên thị trường, đó là cái Tisupe của công ty Syngenta. Thì đây thì chúng tôi sẽ xem xét giúp bà con chúng ta là cái liều lượng đăng ký cái đốm lá trên lạt là khuyến cáo từ 0,3 cho đến 0,4 lít trên 1 hecta, và cái lượng nước khuyến cáo đó là 400 cho đến 600 lít nước. Như vậy ở đây chúng tôi sẽ chia liều giúp bà con chúng ta là liều từ 0,5 cho đến 0,8 ml trên 1 lít, và tùy theo dụng cụ phun của bà con là bao nhiêu lít nước thì chúng ta lấy cái con số này, chúng ta nhân cho cái lượng nước mình cần phun thì chúng ta sẽ ra được cái liều lượng trên cái bình phun đó. Như vậy thì đây sẽ là một cái giải pháp phối hợp giữa hai hoạt chất và hàm lượng là 150g trên lít cho mỗi loại, thì chúng ta sẽ áp dụng cái liều này. Còn nếu như bà con mình áp dụng liều đơn giống như difenoconazole thì chúng ta dựa theo cái liều lúc nãy. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì để đáp ứng những cái thông tin liên quan tới một số bệnh như là tháng thư, đốm lá, nấm hồng, hoặc là bệnh trái lá tổ kiến, hay là một số loại bệnh phổ biến trên lá khác nữa, thì với giải pháp của MK thì gần đây chúng tôi cũng đã từng giới thiệu đến bà con mình một cái giải pháp. Đó là một cái sản phẩm sẽ chứa 3 hoạt chất của nhóm chiazone, bao gồm difenoconazole, robiconazole và tebuconazole. Thì đây sẽ là một cái sản phẩm có hàm lượng cao, đó là 360 EC. Chính vì thì với những cái đối tượng như là tháng thư, đốm lá, nấm hồng hay là trái lá thì chúng tôi sẽ khuyến cáo bà con mình áp dụng cái giải pháp chứa 3 hoạt chất này, với cái quy cách đó là chai 240 CC, thì bà con mình có thể áp dụng khoảng từ 300 cho đến 400 lít nước trong cái giai đoạn lá, có nghĩa là áp dụng chiên để chúng ta phun lá. Thì đây sẽ là một cái giải pháp có chi phí thấp nhưng lại có hiệu quả cao, bởi vì đây là kết hợp của 3 hoạt chất của nhóm chiazone nên là cái hiệu quả về cả phong và trị đều mang lại hiệu quả tốt, và đồng thời dạng OC nó cũng sẽ phát huy được cái tác dụng của nó với những cái bào tử nấm ở bên trên bề mặt, đặc biệt là với cái nấm Scopora. Tuy nhiên thì sản phẩm này sẽ nên xem xét trong điều kiện của mùa nắng, hoặc là bà con mình áp dụng cho những giai đoạn cây trồng đang mang hoa và mang trái thì chúng ta sẽ xem xét lại cái giải pháp này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ nói cho một cái hoạt chất cũng sẽ thuộc nhóm FBS số 3, có nghĩa là chung anh em với những cái hoạt chất lúc nãy giờ, thì chúng ta sẽ nói tới cái ebosiconazole. Thì đây là một cái hoạt chất không có phổ biến lắm trên thị trường, tuy nhiên thì sẽ có một cái sản phẩm rất là nổi tiếng của cái hoạt chất này, đó là cái sản phẩm Obud của tập đoàn BASF. Thì với sản phẩm này thì chúng tôi xem xét cái liều lượng đăng ký cái đốm lá trên lạt để cho bà con mình xem nha. Thì khuyến cáo sẽ là 0,5 cho đến 0,7 lít trên 1 hecta, và cái lượng nước khuyến cáo phun là từ 400 cho đến 600 lít trên một hecta. Vậy thì tương ứng liều này thì chúng tôi sẽ chia ra cho bà con là liều khoảng 1cc trên 1 lít nước. Thì bà con mình có thể xem xét cái liều lượng này. Và đây cũng sẽ là một cái sản phẩm ở diện OC. Cho nên thì nếu mà việc chúng ta phun cái đốm lá trên cái giai đoạn lá thì chúng ta áp dụng bình thường. Và trên những giai đoạn khác của cây trồng như là giai đoạn hoa và giai đoạn trái thì chúng ta có thể xem xét lại cái thông tin và có thể lựa chọn một số cái phương án khác. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái hoạt chất thuộc nhóm khác, đó là nhóm FRAC-M05. Chúng ta sẽ nói đến Lorothalonil. Thì đây cũng không phải là một cái hoạt chất mới. Tuy nhiên thì cái hoạt chất này lại có số lượng sản phẩm trên thị trường khá là nhiều, nên là bà con mình khá là dễ tìm kiếm. Và đồng thời thì rất là nhiều những cái sản phẩm chứa cái logo Thalonil thì cũng có đăng ký cái bệnh đốm lá trên lạt. Tuy nhiên thì tùy theo sản phẩm thì sẽ có những sản phẩm chứa logo Thalonil không có đăng ký bất cứ một cái đối tượng nào liên quan tới nấm Scopora. Nhưng mà lại có những cái sản phẩm đăng ký rất là nhiều những cái đối tượng do nấm Scopora trên cùng một sản phẩm. Thì bà con mình có thể xem xét. Và ở đây thì chúng tôi đưa ra một cái sản phẩm mà có đăng ký mà bà con mình dễ tìm kiếm và cũng khá là nổi tiếng, đó là cái Daconin. Thì cái sản phẩm này thì sẽ có hai dạng thuốc, đó là dạng WKB ở hàm lượng là 75% và dạng SC là 50%.
thì bà con mình có thể xem xét một trong hai dạng thuốc này, và chúng ta sẽ áp dụng theo cái liều lượng khuyến cáo trên cái bao bì của sản phẩm đó, là xem là cái đối tượng mà chúng ta cần phun về cái nấm Cercospora và có nằm trên cái đăng ký đó là khuyến cáo liều lượng bao nhiêu, thì bà con mình sẽ áp dụng theo cái liều lượng đó. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì với cái logo Thalonin thì với giải pháp của MKA thì chúng tôi cũng sẽ đóng góp một cái sản phẩm chứa logo Thalonin, đó là 50%, và đồng thời thì sản phẩm này sẽ kết hợp thêm với một hoạt chất khác nữa, đó là cái hexaconazole. Có nghĩa là đây sẽ là một cái giải pháp phối hợp giữa tiếp xúc và lưu dẫn thấm sâu, thì cái việc này nó sẽ toàn diện hơn trong cái việc mà chúng ta quản lý chung cho rất là nhiều đối tượng. Thì bà con mình có thể xem xét cái giải pháp Loro MKA với chai 240cc này, thì bà con mình có thể áp dụng cho một phi 200 lít và có thể phun phổ rộng trên rất là nhiều những đối tượng nấm bệnh, thì trong đó có cả cái đốm lá do Cercospora. Ngoài ra thì bà con mình có thể phun phòng chung và quản lý chung cho một số đối tượng khác như là thán thư, nấm hồng, phấn trắng hoặc là bệnh sương mai. Thì đây sẽ là một cái giải pháp mà toàn diện hơn khi mà kết hợp giữa tiếp xúc thấm sâu và lưu dẫn mạnh, và đồng thời thì cái chi phí cũng khá là phù hợp để bà con mình quản lý rất là nhiều những đối tượng. Và đây cũng là một cái giải pháp ESG, cho nên thì chúng ta có thể xem xét ngay cả khi mà cây trồng đang mang hoa hoặc là mang trái, mà khi cái áp lực liên quan tới nấm Cercospora có diễn ra trên bộ lá thì chúng ta vẫn có thể phun để quản lý cái đốm lá trên lá, và đồng thời phun phụ để chúng ta phòng một số cái đối tượng khác ở những cái vị trí khác, thì vẫn có thể mang lại hiệu quả tốt và an toàn cho cây trồng của chúng ta. Thì nếu mà các mình quan tâm giải pháp này thì có thể liên hệ với ba số điện thoại đang thể hiện trên màn hình, thì anh em trong đội kỹ thuật của MKA sẽ tư vấn kỹ hơn cho bà con chúng ta. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì chúng ta đã điểm qua rất là nhiều những cái hoạt chất và cái sản phẩm mà thuộc nhóm Chiazone. Thì lúc nãy giờ chúng ta đã chia sẻ qua Difenoconazole, Robiconazole, Tebuconazole, Hexaconazole, Ebocyconazole. Thì bà con mình lưu ý đây là tất cả là những cái hoạt chất đều thuộc nhóm FRAC số 3, có nghĩa là nhóm Chiazone. Như vậy thì nó sẽ cùng cơ chế tác động. Chính như vậy thì cái bộ sản phẩm này bà con mình buộc phải luân phiên với những cái hoạt chất thuộc nhóm khác và không liên quan tới nhóm số 3. Có nghĩa là buộc chúng ta phải luân phiên để chúng ta quản lý tính kháng. Và trong điều kiện mà cần thiết phải kết hợp với những cái hoạt chất khác khi mà áp lực dịch bệnh cao, thì chúng ta phải kết hợp với những cái hoạt chất thuộc nhóm khác. Ví dụ như đây là những cái nhóm lưu dẫn rồi, thì chúng ta có thể kết hợp với những cái nhóm tiếp xúc để cái hiệu quả quản lý tốt hơn. Và đồng thời thì trong cử phun đó chúng ta cũng sẽ quản lý tính kháng tốt, và buộc phải luân phiên với những cái hoạt chất của nhóm khác thì nó sẽ mang lại một hiệu quả tốt hơn. Nghĩa là một lần chia azon rồi tới một cái hoạt chất khác, rồi có thể quay lại chia azon rồi tiếp tục với hoạt chất khác, và khi phối thì sẽ là chia azon phối với một cái hoạt chất tiếp xúc nào đó, rồi sau đó chúng ta lại đổi sang một cái giải pháp thuốc khác, rồi chúng ta sẽ quay lại với chia azon. Thì như vậy thì chúng ta mới quản lý tốt về cái tính kháng ở trên vườn của mình đối với nấm bệnh, và đồng thời thì cái hiệu quả quản lý trên những lọc phun thuốc của chúng ta nó sẽ cao hơn so với những cái việc mà chúng ta không có áp dụng cái giải pháp để luân phiên để quản lý tính kháng. Thì bà con chúng ta lưu ý với nhóm chia do nó có nhiều sản phẩm trên thị trường. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái hoạt chất khá là mới, đó là cái luazinam. Thì đây cũng là một cái giải pháp mà chúng tôi đã từng chia sẻ cho bà con chúng ta trong video và nói về nấm Phytophthora. Thì như vậy thì luazinam cũng là một cái hoạt chất mà có tác động trên nấm Cercospora, đặc biệt là với cái bệnh đốm lá trên lẹt. Và luazinam thì theo tổ chức FRAC quy định sẽ là cái nhóm thứ 29, cho nên thì chúng ta có thể luân phiên được với Chiazone và cái logo Thalonin. Thì với giải pháp của MKA thì chúng tôi sẽ chọn một cái sản phẩm chứa luazinam là 50% ở dạng SC. Và với cái sản phẩm này sẽ đăng ký cái bệnh đốm lá trên lẹt và khuyến cáo liều lượng đó là 0,4 lít trên 1 hectare, và liều lượng nước khuyến cáo đó là 500 lít nước trên 1 hectare. Như vậy thì tương ứng thì chai 500cc này thì bà con mình có thể áp dụng cho khoảng 3 phi 200 lít. Hoặc là chúng ta có thể xem xét cái giải pháp này với một cái liều lượng thấp hơn, và chúng ta có thể kết hợp với một số cái sản phẩm chứa hoạt chất khác, để trong một lần phun thì ngoài cái việc quản lý cái nấm Scopora ra thì bà con mình có thể quản lý chung cho những cái nấm khác, ví dụ như là Phytophthora hoặc là Colletotrichum. Do cái việc này chúng ta phun trong mùa mưa thì có thể là chúng ta sẽ cần quản lý nhiều loại nấm hơn nữa, thì luazinam cũng sẽ là một cái giải pháp an toàn cho giai đoạn hoa trái, cho nên thì chúng ta sẽ phối với một số cái hoạt chất khác nữa để phun phủ cây, hoặc có thể là quản lý luôn cho bệnh trên lá, trên trái hoặc là trên hoa. Thì đây cũng sẽ là một cái giải pháp khá là toàn diện mà bà con mình có thể xem xét trong thời điểm sắp tới, đặc biệt là chúng ta hoàn toàn có thể luân phiên tốt với cái nhóm Chiazone. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ đến với một cái hoạt chất cũng khá là quen thuộc, đó là cái hoạt chất Mancozeb, thì thuộc cái FRAC nhóm M03.
Thì đây là một giải pháp mà chúng ta cũng đã chia sẻ trong video về Phytophthora. Thì với cái bệnh đốm lá trên lạc thì những cái sản phẩm chứa mangogep 800g trên 1 kg, có nghĩa là 80%, thì mango thường ở dạng nguy cấp B, thì cái này bà con mình cũng khá là rõ rồi. Thì với cái bệnh đốm lá trên lạc thì cái mangogep khuyến cáo khoảng từ 2 cho đến 3 kg trên 1 hectare, và liều lượng nước khuyến cáo là 400 cho đến 500 lít nước trên 1 hectare, có nghĩa là tương ứng bà con mình có thể phun với liều là 5g trên 1 lít nước đó. Thì những cái giải pháp chứa mangogep hiện nay thì sản phẩm cũng khá là đa dạng, và đây là một cái giải pháp mà có khả năng tiếp xúc tốt. Cho nên thì trong cái việc phòng và trị những cái bệnh do cái nấm Cercospora gây ra thì mangogep cũng sẽ đóng góp trong cái quy trình để chúng ta quản lý cái đối tượng nấm bệnh này, thì bà con mình có thể xem xét. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, nếu mà đã nhắc tới mangogep thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhắc tới một cái anh em chung nhà, đó là cái Gobinep, có nghĩa là cũng sẽ thuộc nhóm FRAC M03, và đây cũng lại là một cái giải pháp mà có sản phẩm khá là phổ biến trên thị trường. Và chúng tôi đại diện đây là một cái sản phẩm có đăng ký cái đối tượng đốm lá trên lạc, trên đậu tương và trên bắp cải, đó là sản phẩm Anchacon của tập đoàn Bajet. Thì đây thì bà con mình sẽ xem cái khuyến cáo về liều lượng, đó là 1,5 kg cho đến 2 kg trên 1 hectare, và lượng nước khuyến cáo đó là 320 cho đến 500 lít nước trên 1 hectare. Như vậy thì nếu như bà con mình áp dụng cái Anchacon dạng bột để chúng ta quản lý bệnh do nấm Cercospora thì chúng ta có thể áp dụng liều lượng khoảng từ 3 cho đến 5g trên 1 lít nước, có nghĩa là liều lượng thấp hay liều lượng cao thì tùy theo cái áp lực mà bà con chúng ta lựa chọn, hoặc là chúng ta sẽ phun với lượng nước ít hay là nhiều, tùy theo cái mật độ về cái cây trồng của chúng ta trên một cái đơn vị diện tích, thì bà con mình có thể xem xét. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, sẽ có một cái hoạt chất cũng thuộc nhóm M03, có nghĩa là chung nhóm với Gobinep và Mangozep. Nhưng mà trước đây thì trong một số video khác thì chúng ta không có nhắc tới sản phẩm chứa cái hoạt chất này. Thì chúng ta sẽ nói tí xíu tới cái hoạt chất Thioram. Thì do cái hoạt chất này thì cái số lượng sản phẩm đăng ký trên danh mục khá là ít, và cái sản phẩm phổ biến trên thị trường thì cũng chỉ có 1-2 sản phẩm thôi. Cho nên là có thể là bà con mình tương đối khó tìm. Tuy nhiên thì trong ngày hôm nay chúng ta nói tới Cercospora thì cũng sẽ có những cái sản phẩm chứa Thioram đăng ký các bạn đốm lá trên lạc và trên đậu tương. Thì nếu như bà con mình tìm được cái sản phẩm nào chứa cái hoạt chất Thioram trên thị trường chứa 80% hàm lượng hoạt chất và ở dạng nguy cấp B, thì đây cũng sẽ là một cái giải pháp mà bà con mình có thể áp dụng để chúng ta quản lý bệnh do nấm Cercospora. Và liều lượng để bà con mình xem xét theo cái khuyến cáo là khoảng 2 kg trên 1 hectare, và liều lượng nước đó là 400 cho đến 500 lít nước trong 1 hectare, có nghĩa là tương ứng khoảng 4g trên 1 lít. Có nghĩa là với Manco, Gobi và cái Thioram thì cái hàm lượng nó tương ứng đâu đó khoảng từ 70 cho đến 80% ở dạng bột. Thì đây là những cái dạng thuốc mà bà con mình có thể áp dụng 3g đến 4g hoặc là 5g trên 1 lít nước để chúng ta quản lý những cái bệnh do cái nấm Cercospora gây ra trên một số cây trồng phổ biến mà chúng ta đã chia sẻ từ đầu video tới giờ. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, nếu mà nhắc tới giải pháp tiếp xúc cho những cái loại nấm mà phát triển trên bề mặt lá thì gốc đồng sẽ là một cái hoạt chất mà có cái ưu thế rất là tốt trong cái việc quản lý này. Thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ nói tới nhóm FRAC M01 cho nhóm copper. Thì bà con mình cũng đã gõ là trong nhiều video thì chúng tôi cũng chia sẻ là với nhóm gốc đồng thì sẽ có rất là nhiều những cái hoạt chất, và cái sản phẩm chứa cái hoạt chất copper thì trên thị trường rất là đa dạng và sẽ có một cái chi phí rất là phù hợp. Thì ở đây chúng tôi sẽ đại diện ra 3 nhóm hoạt chất gốc đồng ở dạng bột và có đăng ký cái đối tượng, đó là cái đốm lá trên lạc hoặc là trên đậu tương, để chia sẻ cái liều lượng và cái hàm lượng hoạt chất để cho bà con chúng ta tham khảo, và chúng ta dựa vào cái liều lượng này để khi mà chúng ta lựa chọn được những cái sản phẩm chứa gốc đồng, đặc biệt là ở dạng nguy cấp B, để chúng ta phun cái bệnh đốm lá thì chúng ta có thể có những cái liều lượng để chúng ta dựa vào và chúng ta pha thuốc. Thì kính thưa quý vị, đầu tiên thì chúng tôi sẽ đại diện cho một cái hoạt chất, đó là cái copper hydroxide. Thì đây sẽ là một cái sản phẩm ở dạng nguy cấp B và hàm lượng mà chúng ta tham khảo đó là 77%, đăng ký đó là đốm lá trên đầu tương, khuyến cáo liều lượng là 2,5 kg trên 1 hecta, và lượng nước là từ 400 cho đến 500 lít nước trên 1 hecta, vì thì tương ứng đó là 5g trên 1 lít nước. Vậy là gốc đồng nó cũng sẽ tương tự như là DTO Carbamat ha, thì liều lượng cũng khoảng tầm 5g trên 1 lít nước. Và bà con mình lưu ý là dạng bột nha, thường thì nấm Cercospora thì chúng ta áp dụng dạng bột nó sẽ có một cái hiệu quả rõ ràng hơn, và đa số thì trên cùng một cái sản phẩm mà có nhiều dạng thuốc thì bao giờ cái dạng bột cũng sẽ là một cái dạng chính mà có đăng ký những cái đối tượng do nấm Cercospora, thì bà con mình có thể lưu ý cái thông tin này. Rồi, tiếp tục thì chúng ta tìm hiểu một hoạt chất gốc đồng nữa, đó là cái copper oxychloride.
thì chúng ta sẽ tham khảo một sản phẩm ở dạng WKB và hàm lượng là 85%, đăng ký đó là bệnh đốm lá trên làng, liều lượng khuyến cáo là 1,5 kg và lượng nước là từ 400 cho đến 600 lít nước cho 1 hectare. Vậy thì tương ứng liệu đây là 3 gram trên 1 lít nước với cái hoạt chất chứa copper oxy calo gan 85% ở dạng bột, thì bà con mình có thể xem xét cái liệu này. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, một cái hoạt chất gốc đồng nữa mà trước giờ thì chúng ta cũng ít chia sẻ về hoạt chất này, đó là cái copper sulfate. Thì đây sẽ là một cái giải pháp mà có thể quản lý được một số cái loại bệnh trên lá, đặc biệt là với lá già. Còn với lá non thì bà con mình nên xem xét lại liều lượng và nên hạn chế áp dụng cho những giai đoạn hoa và giai đoạn trái ha. Thì đây là cái khuyến cáo của MKA để bà con mình xem xét. Thì chúng ta cũng sẽ quan tâm tới thông tin của cái copper sulfate, một cái sản phẩm ở dạng WKB chứa hàm lượng là 70%, đăng ký đối tượng đó là đốm lá trên đậu tương, liều lượng khuyến cáo là 1 kg cho 1 hectare và lượng nước là từ 400 cho đến 500 lít nước cho 1 hectare, nghĩa là tương ứng với liều lượng là 2 gram cho 1 lít nước. Như vậy thì bà ở đây bà con mình sẽ thấy là trong ba nhóm gốc đồng thì copper sulfate là khuyến cáo liều lượng thấp hơn những cái dạng copper khác. Như vậy thì với gốc đồng thì bà con mình lưu ý nha, nếu mà chúng ta lựa chọn những sản phẩm chứa gốc đồng và chúng ta phun vào những cái giai đoạn của cây trồng, đặc biệt là với giai đoạn lá và quản lý đốm lá do Cercospora, thì chúng ta có thể xem xét cái liều lượng tương ứng với một cái đối tượng nào đó mà nó gần với cái đối tượng cây trồng của mình trên cái bao bì của cái sản phẩm đó. Còn nếu mà trong giai đoạn hoa và giai đoạn trái thì chúng ta phải xem xét kỹ và chúng ta phải xem xét dạng thuốc. Giai đoạn hoa và giai đoạn trái thì gốc đồng có thể là xem xét dạng SC hoặc là dạng WKG, nhưng mà ở những cái dạng đó có thể là cái ưu thế để quản lý với Cercospora nó sẽ không ưu thế bằng cái việc áp dụng WKB. Ngoài ra WKB thông thường sẽ có một cái giá thành thấp hơn so với dạng WKG ở cùng cái hàm lượng và quy cách đó. Chính vì vậy đôi khi chúng ta lựa chọn sản phẩm nó sẽ không phù hợp cho đối tượng và không phù hợp cho cái giai đoạn của cây trồng, thì nó dẫn đến là cái hiệu quả quản lý không cao, hoặc là chúng ta sẽ tốn một cái chi phí không hợp lý. Thì bà con mình xem xét kỹ cho cái việc này. Một cái điều cụ thể để bà con mình có thể dễ hiểu, bà con mình sẽ thấy là ở đây chúng tôi lấy ví dụ cho gốc đồng với nấm phytophthora thì thường là sẽ lấy dạng WKG hoặc là dạng SC để cho bà con mình dễ phun giai đoạn hoa, giai đoạn trái. Còn ngược lại với bệnh đốm lá thì phát triển chủ yếu trên lá và đặc biệt là lá già, và chúng tôi sẽ lựa chọn cái dạng WKB để nó ưu thế hơn và nó sẽ có một cái chi phí hợp lý hơn. Cho nên là bà con mình xem xét kỹ về những cái thuốc gốc đồng nha. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, đã nhắc tới đồng thì đây nó sẽ có thêm một cái hoạt chất của nhóm lupulin nữa, thì chúng ta sẽ nhắc tới sulfur. Thì đây sẽ là một cái giải pháp mà tổ chức FRAC quy định cái con số đó là M02. Như vậy thì đây sẽ là một cái hoạt chất mà chúng ta có thể luân phiên để quản lý tính kháng với một số hoạt chất lúc nãy giờ chúng ta chia sẻ. Thì với sulfur thì không có quá nhiều sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên thì trên thị trường cũng sẽ có một số sản phẩm nổi tiếng mà bà con mình có thể tìm kiếm được. Và chúng tôi sẽ lựa chọn một cái sản phẩm có đăng ký cái đối tượng đó là đốm lá trên làng. Thì chúng tôi sẽ lựa chọn cái đó là sản phẩm Sulor của công ty bảo vệ thực vật Sài Gòn. Thì sản phẩm này sẽ chứa cái sulfur ở hàm lượng đó là 80% ở dạng WKB và đăng ký bệnh đốm lá trên làng với liều lượng là 1,5 kg cho đến 2 kg cho 1 hectare và lượng nước khuyến cáo là từ 320 cho đến 400 lít nước cho 1 hectare. Như vậy thì tương ứng theo bà con có thể phun liều lượng đó là 5 gram cho 1 lít nước. Rồi thì đây sẽ là cái con số để bà con mình có thể xem xét. Và thường thì cái sulfur đang bán phổ biến ở thị trường Việt Nam của chúng ta thì cũng sẽ là hàm lượng là 80%, và bà con mình có thể chọn cái dạng WKB để chúng ta phun riêng cho cái nấm Cercospora và có thể áp dụng liều lượng khoảng 5 gram trên 1 lít nước. Và lưu ý nha, thì với hoạt chất này thì chúng ta cũng sẽ xem xét phun ở giai đoạn lá mà thôi. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm mà có phối hợp từ hai hoạt chất trở lên và cũng có đăng ký cái bệnh đốm lá trên lạc, thì chúng ta sẽ xem hai cái sự phối hợp phổ biến trên thị trường. Đầu tiên đó là sự phối hợp giữa Simosanin và Robinef. Thì chúng tôi sẽ đại diện một cái sản phẩm mà có sự phối hợp này, đó là cái sản phẩm Vivan của công ty Nông Dược 2. Thì trong này sẽ là Robinef chiếm 700 g trên 1 kg, đây là thành phần chính, và phối hợp với khoảng 60 g trên 1 kg hoạt chất Simosanin. Và sản phẩm này sẽ đăng ký cái bệnh đốm lá trên lạc với liều lượng là 1,5 kg cho 1 hectare và lượng nước khuyến cáo là từ 400 cho đến 500 cho 1 hectare, cũng nghĩa là tương ứng với liều lượng là 3 g cho 1 lít nước. Thì đây sẽ là một cái giải pháp có đăng ký bệnh đốm lá chênh lệch và phối hợp giữa nhóm 27 và nhóm M03. Cho nên là giải pháp này chúng ta cũng sẽ xem xét để chúng ta luân phiên được với nhóm Chiajon, bởi vì Chiajon thì trên thị trường nó quá phổ biến rồi
giá thành rất là dễ chấp nhận, nên là quay qua quay lại là cái việc phun lá là chúng ta có thể chọn dính ngay cái giống chia giòn là thôi. Thì giải pháp này cũng được xem là một giải pháp mà bà con mình có thể lưng phiên tốt với cái giống chia giòn phối hợp. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm một cái sự phối hợp mà có sản phẩm rất là phổ biến trên thị trường, đó là sự phối hợp của azoxystrobin và cái difenoconazole. Thì kính thưa quý vị, đây là sự kết hợp giữa nhóm 11 và nhóm số 3. Đây là hai giải pháp đều có kháng chéo nha quý vị. Tuy nhiên thì cái số lượng sản phẩm trên thị trường cũng khá là nhiều và chúng ta cũng chưa ghi nhận cái sự kháng đối với nấm Scopora. Về việc kháng chéo thì bà con mình chỉ cần là chúng ta áp dụng có lưng phiên với những cái hoạt chất của nhóm khác thì chúng ta có thể quản lý được việc này, và cái hiệu quả của những cái hoạt chất này khi phối hợp lại với nhau vẫn là một cái giải pháp có khả năng lưu dẫn, hiệu lực kéo dài và chúng ta quản lý được nhiều đối tượng hơn. Thì kính thưa quý vị, thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái sản phẩm cũng khá là phổ biến trên thị trường, đó là cái sản phẩm Chubin Top của công ty Phú Nông. Thì đây là một cái giải pháp mà cũng đã áp dụng khá là nhiều đối tượng trên cây lúa nên là bà con mình biết cũng khá là rõ. Tuy nhiên thì sản phẩm này cũng có đăng ký một cái đối tượng, đó là cái đốm lá trên đậu tương, với liều lượng đó là từ 0,3 cho đến 0,4 lít cho 1 hecta, và khuyến cáo với lượng nước là từ 320 cho đến 500 lít nước cho 1 hecta. Như vậy thì với giải pháp này thì bà con mình có thể áp dụng khoảng 1cc trên 1 lít nước, và đây là giải pháp ở dạng SC cho nên là cũng tương đối an toàn với một số giai đoạn của cây trồng của chúng ta. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì trong cái việc phối hợp của một cái sản phẩm chứa nhiều hoạt chất của nhóm 11 và nhóm số 3 thì giải pháp của MGA thì chúng tôi cũng có một cái giải pháp này, đó là sự phối hợp của ba hoạt chất, trong đó azoxystrobin và chylocystrobin là của nhóm 11 và cái tebuconazole sẽ là hoạt chất của nhóm thứ 3. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ cung cấp cái sản phẩm này ở dạng WG và quy cách sẽ là gói 150g và bà con mình có thể áp dụng cho từ 1 cho đến 2 phi 200 lít. Và những cái đối tượng mà chúng ta có thể quản lý chung bằng cái sản phẩm này đó là bệnh đốm lá do nấm Scopora, bệnh tháng thư do nấm Colletotrichum và bệnh thối cháy do nấm Phytophthora. Thì đây sẽ là một cái giải pháp lưu dẫn và có hiệu lực kéo dài để chúng ta có thể là phun phòng hoặc là phun trị, áp dụng cho rất là nhiều những đối tượng gây hại chính ở trên cái cây trồng của mình hiện nay. Thì bà con mình có thể xem xét đây là một cái giải pháp phun phòng chủ động để quản lý nhiều đối tượng hơn. Còn nếu mà riêng với cái nấm Scopora thì chúng tôi sẽ có những cái giải pháp mà có chi phí thấp hơn và chúng ta có thể lưng phiên vẫn mang lại một cái hiệu quả tốt với cái nấm Scopora và không cần đến một cái giải pháp mà nhiều hoạt chất và có chi phí cao như cái giải pháp này. Nhưng mà giải pháp này sẽ được xem là một cái giải pháp phun phòng để quản lý chung cho tất cả những cái đối tượng nấm chính và chúng ta có thể phun được cho giai đoạn hoa và giai đoạn trái. Thì bà con mình có thể hiểu là như thế. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì thật ra là với thông tin của video này liên quan tới những cái sản phẩm về hoạt chất của nấm Scopora thì nó vẫn chưa đầy đủ. Ngoài ra thì sẽ có một số hoạt chất có ít sản phẩm hoặc là có đa dạng sản phẩm nhưng mà lại không có cái sản phẩm đăng ký cái đối tượng này. Cho nên thì chúng tôi cũng không có chia sẻ nhiều. Ví dụ như chúng ta cũng quen thuộc với hoạt chất Kesoxim Methyl thì cũng có một sản phẩm có đăng ký. Bigaclochobin cũng có sản phẩm có đăng ký, hoặc là Metalaxin cũng có một sản phẩm có đăng ký, Irodivan thì cũng có một sản phẩm có đăng ký, rồi Casuramycin và cái Sirodinin. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không có gặp cái sự phổ biến về cái đăng ký của những cái đối tượng do Scopora trên những cái sản phẩm mà chứa những cái hoạt chất phổ biến này. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng không chia sẻ trong cái video này. Tuy nhiên thì trong cái quy trình của bà con chúng ta, nếu mà có áp dụng những sản phẩm chứa những cái hoạt chất này thì chúng ta cũng xem xét đó là những cái giải pháp mà chúng ta có thể phun phòng và chúng ta có thể lưng phiên với những cái giải pháp mà chúng ta được chia sẻ trong video của ngày hôm nay để cái bộ sản phẩm của bà con mình đa dạng hơn. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ nhắc lại một cái thông tin, đó là đây là những cái thông tin mà chúng tôi dựa trên cái đối tượng đăng ký ở trên danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam của chúng ta trong năm 2024. Tuy nhiên thì ngoài cơ sở đó thì trong cái kinh nghiệm sử dụng của bà con chúng ta cũng có thể chọn được những cái sản phẩm và hoạt chất không được chia sẻ ở đây, không có đăng ký trên danh mục nhưng mà vẫn có thể quản lý được nấm Scopora, thì đó cũng là một cái kinh nghiệm tốt để bà con mình đa dạng hơn trong cái quy trình quản lý. Và hơn nữa thì có thể là trong nghiên cứu của một số đơn vị tổ chức nào đó thì cũng sẽ có những kinh nghiệm sử dụng khác nhau và sẽ mang lại một cái hiệu quả quản lý nấm Scopora tốt hơn. Và bà con mình có thể xem xét những thông tin đó hoặc là quý vị chúng ta có thể chia sẻ thông tin đó thông qua bình luận trên kênh để chúng ta có thể là ghi nhận được nhiều thông tin hơn để giúp bà con chúng ta quản lý cái nấm Scopora trên cái cây trồng của chúng ta mang lại một cái hiệu quả tốt nhất. Như vậy thì với tổng nội dung của hai video thì chúng tôi sẽ xây dựng thành một cái quy trình quản lý để bà con mình có thể lưng phiên và chúng ta quản lý chuyên cho nấm Scopora. Thì
bà con mình quan sát trên cái bộ sản phẩm của MKA và những cái giải pháp mà MKA khuyến cáo cho những cái hoạt chất của nhóm khác. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì với cái nấm Secophora, nếu mà về cái sự phổ biến trên thị trường thì thực ra chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn. Mà trong đây thì chúng tôi sẽ sàng lọc ra những cái sản phẩm và hoạt chất mà bà con mình có thể tìm kiếm được, hoặc là bà con mình chọn cái bộ quy trình của MKA. Trên cơ sở là chúng tôi sẽ đưa ra những cái thông tin mà MKA rõ nhất về cái những cái sản phẩm và hoạt chất quản lý được cái nấm Secophora để bà con chúng ta xem xét và quan tâm sản phẩm. Đầu tiên, giải pháp rẻ tiền nhất thì chúng ta đã nói từ đầu của video, đó là Hexaconazole. Thì chúng tôi sẽ chọn cái sản phẩm chứa Hexa hàm lượng cao nhất, đó là 111g/1 lít. Thì đây sẽ là một cái sản phẩm có quy cách 1 lít, thì bà con mình có thể áp dụng cho 500 lít nước và chúng ta phun cho nấm Secophora hoặc là một số đối tượng nấm bệnh khác. Rồi, nếu như bà con mình cần sự phối hợp thì chúng tôi sẽ có một sản phẩm chứa Lolotalonin kết hợp với Hexaconazole có quy cách là 240cc và bà con có thể áp dụng cho 200 lít nước. Rồi, nếu như bà con mình muốn tìm kiếm một sản phẩm mà có hoạt chất mới thì chúng ta có thể chọn Lua MKA, thì sẽ chứa Luazinam 50% và đây sẽ là chai 500cc, thì bà con mình có thể phun khoảng từ 500 cho đến 600 lít nước. Thì quy cách này sẽ dễ áp dụng cho những cái vườn mà bà con mình cần cái số lượng thuốc lớn hơn. Rồi, với một cái giải pháp chứa 3 hoạt chất của nhóm Chiazone thì đây sẽ là chai 240cc, thì bà con mình có thể phun khoảng từ 200 cho đến 400 lít nước. Thì cái này tùy theo áp lực bệnh nha, bởi vì kết hợp của 3 hoạt chất của nhóm Chiazone và dạng OC nữa, thì chúng ta sẽ xem xét tùy theo điều kiện và cái giai đoạn của cây trồng. Rồi, đương nhiên thì một cái giải pháp mà chúng tôi kết hợp giữa nhóm 11 là Ayo và Chilu kết hợp với Tibuconazole, thì đây là một giải pháp ở dạng quy cấp G, chúng ta có thể phun cho giai đoạn hoa trái rồi. Cho nên thì nếu mà trong điều kiện mà chúng ta cần luôn quản lý luôn cả Phytophthora hoặc là chúng ta cần quản lý bệnh kháng thực, thì chúng ta có thể xem xét tới giải pháp đó là Chiasi MKA. Thì với gói 150g thì bà con mình có thể phun từ 200 cho đến 400 lít nước, và chúng ta có thể luân phiên với giải pháp của Luazinam hoặc là phối hợp với một số cái sản phẩm chiên trên Phytop, ví dụ như là Metalaxin hoặc là cái Dimethomod, để một lần phun thì chúng ta có thể quản lý được nhiều đối tượng hơn. Còn riêng cho cái trường hợp bà con mình chỉ cần một cái sản phẩm để phun luân phiên quản lý cho cái nấm Secophora thôi, thì chúng ta có thể xem xét một số cái sản phẩm sau. Về chi phí, chúng ta xem xét Hexa 11, chúng ta xem xét Lolotalonin, chúng ta xem xét một cái sản phẩm chứa 3 hoạt chất của nhóm Chiazone. Như vậy thì 3 hoạt chất này bà con mình phun đều dính nhóm số 3 hết. Như vậy thì buộc chúng ta phải luân phiên. Như vậy thì trong luân phiên bà con mình chọn những cái hoạt chất như sau để luân phiên với ba sản phẩm này. Đầu tiên, bà con mình có thể chọn Robinef ở dạng bột để cho chi phí thấp và nó phù hợp với việc quản lý Secophora hơn. Hoặc là chúng ta chọn giải pháp 2 hoạt chất, đó là Simosanin kết hợp với Robinef cũng được. Hoặc là chúng ta chọn giải pháp của Mango, đó thì Mango với Robi thì lại là chung nhóm. Cho nên thì bà con mình chọn một trong hai giải pháp đó để luân phiên với Hexa. Rồi, sau đó chúng ta sẽ quay lại với giải pháp của Logo kết hợp với Hexa. Như vậy thì chúng ta đã được 3 lần. Rồi, nếu mà cần quản lý lần thứ tư tiếp theo thì bà con mình có thể chọn giải pháp của Sulfur hoặc là chúng ta chọn giải pháp của gốc đồng. Rồi, thì chúng ta sẽ được thêm một lần nữa. Rồi, nếu như áp lực bệnh còn cao hoặc là trong điều kiện mùa mưa thì bà con mình có thể chọn quay lại với giải pháp của ba hoạt chất của nhóm Chiazone. Rồi, tiếp tục, nếu mà chúng ta phun tiếp tục nữa thì chúng ta có thể quay trở lại chọn hoạt chất của nhóm này. Bởi vì qua hai lần phun thì chúng ta có thể quay lại nhóm này được rồi. Thì vậy chúng ta cứ luân phiên liên tục. Chiazone một lần, nhóm khác một lần, quay lại Chiazone một lần, rồi tới nhóm khác một lần. Hoặc là một lần Chiazone, một lần nhóm khác, rồi tới một lần nhóm khác nữa, rồi mới quay lại Chiazone. Sao cũng được. Bởi vì với giải pháp của Chiazone thì phổ biến hơn, chi phí thấp hơn, nhưng mà hiệu quả cũng khá là cao. Thì chúng ta có thể xem xét đó là những cái giải pháp chính, nhưng mà chúng ta buộc phải phun luân phiên với những cái hoạt chất khác. Hoặc là trong quy trình mà con đã có những cái hoạt chất, những cái sản phẩm chứa những cái hoạt chất khác đang có hiệu quả tốt, thì chúng ta có thể đưa vào một vài cử của nhóm Chiazone để nó cân bằng lại cái chi phí trong xuyên suốt mùa mưa, để bà con mình quản lý cái bệnh đốm lá từ cái giai đoạn từ xuống giống cho đến khi chúng ta thu hoạch, với cái nhóm đậu phộng, nhóm ớt, nhóm cà hoặc là số nhóm rau màu khác, và chúng ta phun hợp định kỳ trong mùa mưa với một số nhóm cây công nghiệp hoặc là những cây ăn trái có cái áp lực do cái Secophora. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì đến đây chúng tôi xin phép dừng lại những cái thông tin về cái hoạt chất và sản phẩm đăng ký những cái đối tượng liên quan tới nấm Secophora gây ra những cái lo bệnh trên cây trồng.
Thì đây sẽ là những cái thông tin cơ bản để bà con mình dựa vào và chúng ta tìm kiếm những cái sản phẩm trên thị trường chứa những cái hoạt chất phổ biến. Những cái sản phẩm có đăng ký hoặc là không có đăng ký nấm Cercospora trên cơ sở là những cái hoạt chất đã được chia sẻ ở thông tin của video này. Hoặc là bà con mình có thể tham khảo cái bộ quy trình của MK thì cũng khá là đầy đủ sản phẩm để mà chúng ta phun liên tục ở trong cái điều kiện mùa mưa, và chúng ta có thể quay lại với một quy trình hoặc hai quy trình hoặc là ba quy trình tùy theo cái áp lực của cái cây trồng đó, và cái mùa mưa thì nó kéo dài trong bao lâu thì bà con mình có thể xem xét. Kính chúc bà con chúng ta sẽ có một cái quy trình và một cái giải pháp quản lý cái Cercospora trên cái vườn cây chúng ta thành công. Nếu bà con cần tư vấn kỹ thuật về thăm vườn, bà con có thể liên hệ ngay 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ tận tình về chi tiết, các thông tin về sản phẩm cũng như cách sử dụng và kỹ thuật cây trồng. Bà con có thể đặt hàng trực tiếp qua các số điện thoại trên video, Mekong Mari giao hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, bà con có thể đặt hàng qua website mekongmari.com hoặc website phunthuoctudong.com. Sản phẩm hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Sen Đỏ. Bà con có thể dễ dàng tìm kiếm tên sản phẩm bất kỳ kèm thương hiệu Mekong Mari và đặt hàng nhanh chóng. Mọi thắc mắc trong quá trình đặt hàng trên Shopee, Lazada và Sen Đỏ, bà con hãy liên hệ ngay 3 số điện thoại trên đây để được hỗ trợ. Ngoài ra, để tìm hiểu ngắn gọn thông tin về các sản phẩm của Mekong Mari, bà con đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Mekong Mari bán hàng để theo dõi kênh. Cảm ơn quý bà con đã luôn đồng hành và tin tưởng bộ sản phẩm của Mekong Mari trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và quý bà con sức khỏe và canh tác tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.